nhiên là nói chung là mù quáng rồi, 40 mấy năm là mù quáng rồi. Khi cái clip đó mình có nghe qua thì đoạn cuối thì thấy mợ cũng khóc này nọ kia, thì mọi người cũng thấy là cái kiểu như là giờ bí thế rồi, cái sự tức giận uất hận nhưng mà nó không có cụ thể ra được, tại vì bản thân họ cái sự thù địch, cái sự mà tức giận đó, nó che lấp hết lý trí, che hết lý trí đó. Bây giờ đối với họ chỉ có thù thôi, họ không bao giờ mà nhìn cái gì sáng sủa hơn được ấy. Họ không bao giờ mà nhìn thấy những cái điểm gì tốt ở quê hương, trong khi những người ở quê hương người ta không có kỳ thị hay là cái gì hết, người ta vẫn chào đón họ, người ta cũng không có gọi là xét nét những cái chuyện trong quá khứ. Nhưng mà họ vẫn ra rã lên truyền thông, lên đài báo, họ ra rã, họ cố gắng là họ thay đổi lịch sử, họ thay đổi những cái định nghĩa của lịch sử, thay đổi những cái nhân vật, thay đổi những cái ý nghĩa, những cái câu chuyện lịch sử, thì các bạn thấy là cái mưu đồ của họ rất là nguy hiểm luôn. Họ nghĩ rằng là cái xã hội Việt Nam sắp tới đây á, cái thế hệ từng kháng chiến chống Mỹ, đánh Mỹ, cứu nước á, những cái thế hệ đó họ không còn sống nữa, thì giới trẻ sẽ không có biết, không có hiểu gì về lịch sử Việt Nam. Thì họ muốn tận dụng cái điểm yếu này để khai thác. Họ biết rất rõ là như vậy, những cái người mà đã từng tham gia cuộc chiến, hiểu về cuộc chiến, ý nghĩa đích thực của cái cuộc chiến đó, thì những người đó bây giờ cũng có tuổi rồi, và họ cũng không phải là ngày nào tháng nào họ cũng có thể dạy hay có thể nói với con cháu biết những cái điều đó. Cho nên tụi ba que bây giờ tụi nó đâm vào cái tiềm thức, cái ý thức của giới trẻ, thay đổi lung lạc giới trẻ. Rồi ngoài ra thì chúng có cũng dựa vào những cái hành động của nước Mỹ. Ví dụ như mình, tụi nó cũng nói là nước Mỹ viện trợ cho Việt Nam thế này thế kia, điều A, điều B, điều C này nọ, để tìm cách cũng nhồi nhét vào cái tư tưởng của lũ trẻ, mấy đứa trẻ của mình. Thấy không, Mỹ tốt vậy nè. Đó, những cái gì cộng sản nói đâu có đúng đâu. Mỹ nó hàng năm nó viện trợ thế này thế kia nè, rồi dịch tễ nè, nó tài trợ cho mình cái này cái kia, nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái thủ đoạn của chính giới của Mỹ, và kể cả theo mình nghĩ đó là cái tư duy thôi, làm chính trị của người Mỹ thôi, chứ chả có cái gì là khác hết. Người Mỹ họ rất là khôn khéo, tất cả những cái gì họ làm là đều có tính toán hết. Như là họ cấm FBI, họ cấm, họ nói là bây giờ cờ vàng là cái cờ khủng bố đó. Nhưng mà mọi người cũng thấy là cái lễ 30 tháng 4 tháng 4 đen của mấy anh cờ vàng bên đó, Mỹ nó có cấm đâu. Các bạn thấy không? Tức là trong luật hiện giờ FBI là nó cũng đã đưa danh sách là vào cái danh sách là cái nhóm nguy hiểm của xã hội rồi. Nhưng mà khi mà tiến hành kỷ niệm tháng 4 đen đó, vẫn diễn ra bình thường. Có nghĩa là cái đám người này thật ra mà nói là vẫn cố gắng là lợi dụng cái tình thế đó, tức là người Mỹ vẫn tiếp tục nuôi ông Tây Áo, theo mình nghĩ là vẫn tiếp tục nuôi ông Tây Áo thôi, vẫn trữ sẵn con bài nào đó, và họ sẽ bên ngoài thì họ sẽ tìm cách là thực hiện cách mạng nào, thay đổi cái tư duy của giới trẻ hay là thay đổi cái tiềm thức của người dân, kích động từ bên trong dần dần để chờ đợi cái cơ hội thích hợp, thì họ sẽ đưa cái đám người đó xuống về Việt Nam để thay để làm cách mạng màu thôi. Thì chung quy người Mỹ họ vẫn ươm mầm cái cách đánh đó đối với những cái quốc gia mà người Mỹ không ưa. Và có thể rằng Việt Nam dạo gần đây thì sẽ có những cái bước tiến bộ trong sự phát triển của đất nước, hay là cái sự chống dịch tốt, thì tất cả những cái đó nó góp phần ngăn chặn bớt những cái suy nghĩ của người dân thiếu tích cực về chính quyền, theo mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà Mỹ nó vẫn có tuân thủ cái chiến thuật của nó là nó sẽ đánh đường dài. Theo mình nghĩ là nó sẽ đánh đường dài. Tức là năm nay không làm được thì năm sau. Năm tới không làm được thì năm nữa. Đó. Vậy thì cho nên là tất cả mọi người, tất cả những ai mà là những bạn cờ vàng yêu nước, thì chúng ta phải cố gắng kiên trì trong cái công cuộc đấu tranh chống lại cái luận điệu xuyên tạc này. Nó sẽ còn kéo dài rất là lâu dài, chứ không phải là không. Còn cái chuyện mà cái luận điệu mà nó xuyên tạc về cái thắng lợi 30 tháng 4 thì thật sự rất là kịch cảm. Thắng lợi 30 tháng 4 năm 1975 nó không chỉ là cái thắng lợi của đất nước Việt Nam. Nó không phải thắng lợi của đất nước Việt Nam, mà nó là thắng lợi của đất nước, của một trong số những đất nước bị nô lệ, bị lệ thuộc. Và cái thắng lợi đó, cái thắng lợi 30 tháng 4 đó, nó đã tạo tiền đề cho vô số các nước khác đang bị, cái thời điểm đó là đang bị các nước đế quốc, các nước thực dân là cai trị, đã vùng lên chống lại cái áp bức đô hộ. Cái đó mới là cái ý nghĩa sâu xa, cái giá trị lớn lao của ngày 30 tháng 4 1975. Có nghĩa là cái đó không chỉ giải phóng cho dân tộc chúng ta, mà giải phóng luôn trong cái suy nghĩ, cái tiềm thức của biết bao nhiêu những cái dân tộc đang bị nô lệ.
họ bừng tỉnh khi mà thấy cái việc mà đất nước chúng ta có thể giành được độc lập, đuổi Mỹ đi, thì tất cả những dân nhân trên thế giới, những nước còn lại, người ta bừng tỉnh, người ta biết rằng những nước nhỏ, những nước yếu như vậy cũng có thể làm được cách mạng dân tộc, giải phóng dân tộc được, thì tại sao chúng ta không làm? Những nước khác bị như vậy, tại sao chúng ta không làm được điều đó? Tức là cái cuộc 30 tháng 4 của chúng ta nó đã thổi bùng lên cái ngọn lửa đấu tranh trên trên toàn cầu để giải phóng cái dân tộc, không chỉ là chúng ta mà trên toàn thế giới nữa. Cho nên cái lũ ba que nó xuyên tạc là nó rất là điều rất là ngu xuẩn đấy. Còn mà nói là cái cuộc chiến này là cái cuộc chiến mà nó nội chiến thì đó, thì mình cũng đã phân tích rất là nhiều rồi. Nội chiến, nếu mà là nội chiến thì tại sao lại có sát lính Hàn, sát lính Úc ở đây, lính Mỹ ở đây, lính Thái ở đây, rất nhiều lính đã từng, người lính nước ngoài đã đổ máu, đã thậm chí đã mất mạng tại cái đất Việt Nam này, thì các bạn lấy cái gì các bạn có thay thế được? Có một bộ phim tài liệu mình còn thấy là người ta chiếu là cảnh là người Hàn Quốc họ sang đây, họ 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 đến Quảng Trị hay Quảng Quảng Nam gì đó, họ thu hồi hồi hài cốt của họ nữa, những người lính của họ họ thu hồi cái hài cốt đó nữa. Thì các bạn thấy là rõ ràng cái cuộc chiến này là cuộc chiến rất là phi nghĩa, do đế quốc và các cái lực lượng đồng minh đó muốn gọi là xâm lược Việt Nam, để biến Việt Nam trở thành một cái quốc gia phải phụ thuộc vào họ, phụ thuộc vào nước Mỹ, gọi là nước Mỹ nó họ cai trị mềm chúng ta như vậy. Biết bao nhiêu năm mà chúng ta rất là rõ về cái điều đó. Và cái thực thể mà mấy anh cờ vàng cứ cứ suốt ngày mà gọi là bảo vệ đó, cái thực thể đó nó không có tính chính danh, nó không đại diện cho cái dân tộc chúng ta, nó không đi đúng theo cái lộ trình lịch sử của dân tộc chúng ta. Dân tộc nào cũng vậy, lộ trình đúng là phải là hợp nhất. Anh có phân chia như thế nào, trong thời gian gì, anh vì mục đích gì, anh đánh chém nhau như thế nào, nhưng thống nhất dân tộc luôn luôn là cái nguyện vọng, là cái khát khao của mỗi dân tộc trên thế giới, nước nào cũng đòi thống nhất. Còn anh xác lập lên một cái thể chế ở miền Nam nhằm chia cắt quốc gia, thì có nghĩa là anh đang cố gắng làm trái đi cái nguyện vọng của người dân, cũng coi như anh đi ngược với bánh xe lịch sử. Theo mình nghĩ đó là đi ngược với bánh xe lịch sử, thì tất cả những cái điều anh làm khi đã ngược bánh xe lịch sử rồi thì cuối cùng anh sẽ bị tiêu diệt, anh sẽ bị gạt ra ngoài lề, không thể nào mà khác gì được. Còn mà tất Có cả một những cái điều điều anh đây này làm Nguyên Tùng ơi, một lúc mắt chố á, hôm qua chưa giải quyết được cái vấn đề đấy, triệt để thì nó nói thế này này, sau năm 1973 Mỹ với Việt Nam ký hiệp định Paris là Mỹ quân về nước hoàn toàn rồi, thì ở lại Việt Nam, miền Nam Việt Nam còn có Việt Nam Cộng Hòa thôi, thì tại sao miền Bắc lại xâm chiếm miền Nam, là cái luận điệu xuyên tạc của nó là như vậy. Thì bây giờ Bùi Tùng giải quyết luôn. thì năm 1973 thì có cái hiệp định đó rồi, nhưng mà rõ ràng là cái việc tuân thủ hiệp định là ai vi phạm là phải điều tra, với ai vi phạm là phải người đó phải biết chứ, và anh có tuân thủ đúng cái hiệp định đó hay không, rõ ràng là như vậy. Còn còn về mặt chiến tranh thì giống như mình đã nói ngay từ đầu rồi, là cái nhu cầu về thống nhất dân tộc đó là nhu cầu chính đáng của tất cả các dân tộc. Bây giờ có phe phái nào đi chăng nữa, có cơ hội là phải thống nhất, không có nói năng nhiều, không có bàn bàn cãi nhiều, đánh nhau tới mức như thế nào thì không cần biết, nhưng mà thống nhất dân tộc là cái điều luôn luôn là mong muốn. Còn cái hiệp định năm 73 người ta rõ ràng phân giới, lộ giới như thế nào, còn anh cố gắng, anh cố tình mà anh tấn công đối phương để cướp đất hay là để gọi là lấn chiếm, thì cái đó anh sai thì anh phải chịu thôi, cái đó chắc chắn là phải chịu thôi. Còn mà mình nói thẳng luôn đó là chế độ Việt Nam Cộng Hòa nhìn chung là cái một cái trong những cái điểm yếu nhất, cái điểm yếu nhất của cái chế độ này đó là họ không có cái lý tưởng nào, tức là họ không có cái cội rễ của cái chế độ đó. Tức là một cái chế độ khi lập ra anh phải có một cái nguồn cội, có cái gốc, có cái lý tưởng. Ví dụ như là chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta có cái gốc đó là gì, người ta phải làm sao là giải phóng dân tộc đó, giải phóng dân tộc, đánh đuổi ngoại xâm, người ta có cái gốc, cái nền đó, và cái gốc, cái nền đó phải chính đáng, nó phải chính đáng, nó phải phù hợp nguyện vọng của người dân đó. Thì có cái gốc rồi, có cái chính đáng đó kết hợp với nhau và cùng với cái phương pháp làm cách mạng hiệu quả thì chúng ta sẽ thành công. Còn mấy anh Việt Nam Cộng Hòa thực ra là nó không có cái gốc, cái gì, cái khẩu hiệu gì, là cái gì trách nhiệm gì đó, cái gì, danh dự trách nhiệm gì đó, thật ra mà nói là có nhiều người ta nói nó vô trách nhiệm, không danh dự, vô trách nhiệm. Nói sao mà nói thẳng chứ, so sánh mấy cái anh này so với lại
mấy cái anh bên Miến Điện á, thật sự ra mà nói là kém xa. Mà mình hỏi Dương Vi nè, ở bên Miến Điện á, cái giới quân đội nó lật đổ bà Xin Ki Uy á, nó có dám giết bà không? Tới tận thời điểm này nó cũng không dám giết bà nữa, nó chỉ giam bà ở trong cái nhà nào đó thôi. Rồi nó ép, có thể là nó ép buộc bà là thế này thế kia chứ đâu có dám giết bà đâu. Bởi vì sao? Bởi vì quân đội Miến Điện nó còn biết giữ một cái chút thể diện. Bởi vì cái bà đó dù sao cũng là được coi là nguyên thủ quốc gia của Miến Điện. Cho nên là bà có làm sai, làm đúng cái chuyện gì cũng phải giữ cái mạng của người ta. Còn cái anh, mấy anh chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mấy anh nói là mấy anh dân chủ tự do nhân quyền, mà đến nỗi cái một người tổng thống mà cái đời đầu tiên của mấy anh còn đem ra bắn nữa thì bắn thì có phải riêng tổng thống đâu, bắn luôn cả cố vấn an ninh quốc gia, diệt cả gia đình họ Ngô Đình luôn. Nên mới ác. Cái đó là anh làm sai, quá sai rồi. Anh không có, anh vi phạm nhân quyền, anh vi phạm đạo đức, vi phạm dân chủ. Rất là sai. Làm ông Diệm sai đúng gì thì ổng cũng là nguyên thủ quốc gia đời đầu tiên để thành lập quốc. Anh đè đầu, anh bắn người ta chết như vậy, rồi bắn cả họ nhà người ta như vậy, thì anh lấy cái gì mà anh phục chúng? Anh lấy cái gì mà anh phục chúng? Đó, rõ ràng như vậy. Rồi cứ kêu ca là ở trên mạng, cứ kêu ca nói là tại sao là Bác Hồ không chôn đi, mà để cái nhiều thằng nó nói là tại sao mà để chôn vậy. Thì ta nói từ bay nghe là thật ra mà nói là Bác Hồ cũng còn tin tươm đấy. Còn cái lão kia, cái lão Ngô Đình Diệm kia thì bây giờ thấy hả, chết rồi quăng cái xác ra cái bụi cây bụi cỏ như vậy đó. Đó, ổng chết đi rồi cũng chả thèm mà chải đầu chải tóc cho ổng nghiêm trang, quần áo thì sọc sệt, bỏ vô cái xe bích bùng xe 113 mà đi, thấy tội, rất là tội luôn. Mà nói thiệt, cái cảm tưởng của cái dân chủ, cái nhân quyền của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thể hiện hết qua ông tổng thống. Dương Vi có thấy cái hình ảnh mà lúc ông chết không? Thật sự rất là tồi tàn. Có đợt Dương Vi hay ở trong các trang đấu trường á, thấy bọn nó chế, không phải chế mà lấy cái nguyên cái hình mà ở trong xe bọc thép bị bắn chết, chẳng khác như con chó chết ở trong lồng á, ra bọn nó chế gạch lên gạch xuống, rất là khủng khiếp. Nói chung là ông Ngô Đình Diệm bị 7 viên súng lục á, còn ông anh trai à bị 6 viên, hai anh em là bị ăn đạn mà ngồi trong xe bọc thép vẫn chết bình thường. Cái đó cái dã man, cái đó là vi phạm nhân quyền, quá vi phạm nhân quyền rồi. Bố đẻ ra cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó không giết thì sau này thì cái chế độ đó nó không tồn tại, và nó đi theo cái đời bố đẻ của nó là đúng rồi. Cái tổng thống mà Dương Vi thấy đó là tổng thống một cái vị đầu tiên nguyên thủ quốc gia đó, mà còn như vậy thì dân chúng thì làm sao mà có thể bình yên được. Đã cái người mà có công lao như vậy thì làm sao mà bình yên được. Cái thể chế rồi sau khi mà giết ông Diệm xong thì cha con là rủ nhau là anh nào anh nấy tự thành lập chính phủ, tự thành lập tổng thống, rồi tự làm, rồi tự đảo chính, không lo gì đến đời sống của người dân, không lo gì đến cái chuyện mà ngoại giao hay ban giao nước này nước kia đó. Đưa vào cái vòng xoáy là đảo chính, rồi đánh chém nhau, giết nhau, rồi có thể là gọi là mượn cớ cộng sản, đánh cộng sản thì cũng đánh nhau tí chóe, tốn biết bao nhiêu là xương máu, thậm chí là hả. Tới khi mà đến những cái ngày mà gần kề rồi, đến cái những ngày mà 73, 74 rồi, thấy tướng lĩnh gì đâu mà những người cấp cao thì bỏ đi hết, còn lại thì mấy ông đại tá, thiếu tá gì đó thì tự bắn súng vào đầu. Cái danh dự trách nhiệm gì ở đâu? Tổng thống mà... Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm cuối cùng cũng càng hết lượt. Ở đây có một cái còm này. Qua Hiệp định Paris, lẽ ra có cuộc hội đàm ba bên để thống nhất đất nước, nhưng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hô hoán không bao giờ ngồi cùng Cộng sản. Chính vì vậy quân đội và nhân dân phải tiếp tục chiến đấu để lật ngụy quân ngụy quyền để thống nhất đất nước. Cái đó có đúng không Tùng? Cái ý đó hả? Còn Nguyễn Văn Ngọc. Bên kia thì mình thấy, mình có cảm tưởng là bên kia, bên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì nói chung là chả có bao giờ mà xem là bên đây là một cái chính phủ, một cái thực thể. Họ có tôn trọng người dân đâu, có tôn trọng quyền lợi của người dân đâu. Còn cái tổ chức Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam chúng ta là đại diện cho những cái người dân ở miền Nam chúng ta. Nói gì thì nói thì chúng ta cũng phải đưa lên cái bàn cân để mà cùng nhau gọi là xây dựng cái hiệp định đó.
mình nói ví dụ như ở ở ở Afghanistan bây giờ như cái như mấy anh Taliban á, thì người ta cứ nói Taliban là khủng bố khi mà Taliban đánh với Mỹ á. Nhưng mà Dương Vy có thấy không, khi mà có cái hiệp định hay là có cái vấn đề gì về chính trị hội họp thì người ta phải đều gọi Taliban, người ta đều phải cử người đại diện của Taliban vào họp chung với lại lãnh đạo của chính phủ Afghanistan á. Tại vì đơn giản là như thế này, đơn giản là cái người đó người ta đại diện cho một cái lực lượng chính trị trong nước thì bắt buộc phải mời người ta đi. Anh thích hay không thích kệ anh, đó là quyền của anh. Nhưng mà người ta đại diện cho một cái bộ phận chính trị, đại diện cho một bộ phận người dân ở cái khu vực lãnh thổ đó thì buộc lòng là phải tham gia. Đấy. Thì lúc đầu là cái hội nghị ở Paris thì mình thấy là lúc đầu là không muốn cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào đó. Rồi chúng ta mới tác động vào, chúng ta làm đủ thứ hết, gây áp lực, gây áp lực. Mà áp lực lớn nhất là áp lực ngoài chiến trận. Chúng ta đánh nhiều trận thắng cho nên là mới bức ép là bây giờ là khi mà họp bàn là phải có 4 phe. Cuối cùng là phải có 4 phe đầy đủ, mà theo mình nghĩ cái đó là hợp lý. Hợp lý với tình hình chính trị xã hội lúc đó, lúc bấy giờ là như vậy. Mà tính ra trong bàn hội nghị 4 bên là cũng đều chứ. Mỹ và bên đây cũng 2 phe, bên kia thì cũng bên miền Bắc với lại đây là cũng 2 phe là hợp. Đó là rất là hợp luôn. Mà đại diện thì cái hiệp định Paris 1973 chủ yếu là giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với Mỹ, còn một cái nữa là Việt Mặt Trận Giải Phóng miền Nam Việt Nam với là chế độ Việt Nam Cộng Hòa là nó ký với nhau. Nhưng mà cái ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là không cho ký, không chơi. Ông biết chắc rằng Mỹ thua trận, bại trận ở Hà Nội 12 ngày đêm ở bầu trời Hà Nội ấy, thua bại trận quá nặng nề, nên là ông Nguyễn Văn Thiệu biết rằng là mình ký vào, ngồi vào bàn đàm phán bốn bên là mình bất lợi, nên ông đơn thân rút lui không tham gia ký vào cái hiệp định Paris 1973, thì cái đó cái bất lợi cho ông ấy rồi. Cho nên á, trước ngày giải phóng 30/4 thì không có hòa hoãn, không có trao đổi trao điếc gì, không có hòa đàm gì hết, đánh đến dinh tổng thống, lật đổ thẳng chế độ, không có cho nó có cơ hội đàm phán nào tiếp gì cả. Cái đó là cái quan điểm chung của đảng mà Tổng Bí Thư chỉ đạo là đánh. Cái đó đúng rồi, cái đó là theo mình nghĩ đó là cái thời cơ nghìn năm có một rồi. Khi mà cái cơ thống nhất tổ quốc nó tới rồi thì chúng ta phải thực hiện thôi, chứ không có cái gì mà đàm tiếu thêm nữa. Còn những cái người mà chống cộng bây giờ họ cứ nghĩ là duy trì cái sự hận thù đó thì mình không nghĩ là sẽ tiến xa được. Tại vì Vy cũng biết rồi, hận thù để làm cái gì. Đất nước bây giờ người Việt Nam thì bây giờ cái thể chế á, thì người A làm hay người B làm thì tất cả chung là cũng đều là người Việt chúng ta thôi. Còn bây giờ chúng ta cầm súng mà chúng ta đi vác, chúng ta đi giết nhau thì chúng ta cũng tự hại chúng ta thôi, chứ có mất nước ở đâu, làm gì có mất nước nào ở đây. Nếu mà cầm súng bắn thì bắn người Việt da vàng, bắn người Việt da vàng thôi, chứ có lợi lộc gì đó, chả có lợi lộc gì hết. Cái quan trọng là bây giờ họ phải nhìn thực tế ở Việt Nam, nhìn thực tế những gì mà đất nước Việt Nam đang phát triển, đang có trong tay, để họ biết, họ nhìn nhận, họ thay đổi, họ biết suy nghĩ cho đất nước hơn. Mình nói với bây giờ mà mình không có cần họ phải làm cái điều gì mà gọi là giúp ích cho đất nước quê nhà đâu, nhưng mà cần họ là suy nghĩ lại, suy nghĩ một số khía cạnh lại về quê đất nước thôi. Không cần họ lớn, không cần họ đóng góp, họ suy nghĩ lại về những điều đó và họ cởi mở hơn về cái đầu óc, về những cái luồng dư luận. Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng hận thù đặc biệt là hận thù chính trị sẽ làm cho con người chết dần chết mòn. Mình nói đơn giản như thằng Vinh Xuống á. Vinh Xuống nó hay lên càng nó chửi á, mà bây giờ hiện tại nghe nói là nó bị đột quỵ đúng không? Nó bị động kinh, không bị động kinh là bị an ninh nó hốt cổ lâu rồi. Bị bệnh động kinh khổ quá. Động vào là sùi bọt mép ra. Cái này thì mình nói một số ngoài lề một xíu. Khi mà mình một cái sự hận thù á, hận thù mà mình để trong lòng mình nhiều á, nó ảnh hưởng sức khỏe gì đó. Cái đó thật sự luôn á. Chỉ có khi nào mình sống mà mình cảm thấy là giải tỏa bớt, thoải mái mất trong cái đầu mình thì mình mới sống lâu, mới sống thọ được.
Còn cứ nghĩ hoài cái chuyện là phải lật đổ, là phải trả thù một cái gì đó, mà thực tế rằng cái việc trả thù là vô vọng. Thực tế rằng cái việc trả thù nó vô vọng, mà mình cứ suy nghĩ hoài thì cái con người mình nó mệt mỏi, nó suy nhược.